Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng giáo sư Đa Nền, xã Thanh Thạch. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng đến linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đồng chí phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện cũng thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022. Đồng thời ghi nhận vai trò, sự đóng góp của các vị chức sắc, tín đồ theo đạo Công giáo trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí mong rằng các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục thắt chặt tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực phấn đấu cùng với nhân dân toàn huyện xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Linh mục quản sứ Chu Quang Hải bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đồng thời khẳng định sẽ cùng với bà con giáo dân tiếp tục giữ vững mối đoàn kết tôn giáo, tô thắm nghĩa đồng bào, cùng nhau xây dựng quê hương Tuyên Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Thanh Thạch cũng đã đến tặng hoa, quà chúc mừng giáo xứ nhân lễ Giáng sinh năm 2022.